Ủa, đem gà gán đâu? Đây nè, để nói cho nghe, mình phải có làm mình mới có ăn, chứ tự nhiên là mình không có làm là mình đâu có ăn. Bây giờ nha, bà gom hết mấy cái khay này nè, bà đem, bà để túi bên góc bên kia đó. Cái gì? Cái góc bên chỗ chú gán hả? Ừ, rồi là tôi cho bà ăn. Em quê gà. Thôi, bậy rồi, mấy cái thùng này nặng muốn chết luôn. Chứ hàng siêu thị của người ta mà kêu tôi đem vậy. Thì bà có làm mới có ăn chứ. Thôi, thôi để mốt tôi làm cho bà ăn nha. Hôm nay cho tôi ăn xương xương. Không làm muốn có ăn cũng có ăn luôn. Anh lại đổi vậy. Cái này nè, tôi đây. Có ăn là có ăn. Kem gà đúng không? À, kem gà. Gà có kem gà đây đó. Cái này là được rồi, nếu như mà không chịu làm mà. Ủa cái gì vậy? Ủa sao lúc nào mà ăn rồi cũng có mặt anh hết vậy? Đây là nhân vật chính nè. Thì ra đây là gà que kem bà nói với tôi hả? Thì mình ăn thôi. Thì mình ăn thôi được chống ăn. Rồi, hôm nay có gì trong trả tiền cũng được. Đi ăn chung với em Ban. Ủa, chứ không phải chịu hôm nay đủ tôi đi theo để làm trọng tài ăn ké hả? Không có. Bữa giờ cực kỳ hot hết luôn Linh. Đúng rồi, hay hot top top lắm. Đây là sốt chua ngọt phủ dừa thấy. Ủa, dừa hả? Lúc nào tôi tưởng phô mai không á trời. Hai giống phô mai chéo sợi rồi mai sợi đó. Ê, nhưng mà nó đặc biệt một cái đó, cái này là món mặn mà lại có dừa là đồ ngọt vô nữa. Không biết ăn cảm giác như thế nào ha. Thì mình phải thử ý biết được. Nhưng mà trong đây giống kem á, nó mới gọi là gà que kem. Vậy là ở trong đây có kem phụ. Đi vô liền. Đi vô, đi vô. Vô được, vô được. Trời ơi, bước vào một phát đó là mình nghe được cái mùi gà với lại được cái mùi nhang đó bé. Tại vì hôm nay cái đường như ăn ké được khỏi tốn tiền á, bởi vì ăn mùi nhang lắm. Thôi bỏ mình ăn lẹ đi, mình ăn nhiều vô. Đây ở đây là hai gà que kem mới của Capsule nha mọi người. Đây thì mình vừa có thể là mình mua được á hả, một cái que hoặc là mình mua combo. Có combo. Đó, combo thì sẽ lợi hơn. Ví dụ như combo hai que kem. Ủa, này có hai que kem. Ủa, một gà que kem, một miếng gà bình nè, thường. Nè, combo hai que gà que kem nè. Có ba miếng gà. Vì ba miếng gà thường á hả? Là combo này nè. Trời ơi. Cái này là cái này. No lắm. Vậy mình mua combo hay mình mua lẻ? Cứ mua đại đi, ăn không hết. Tôi ăn lo gì. À đúng rồi, không trả tiền mình cứ kêu hết đi. Kêu hết mình rồi. Đây, các bạn thấy trao tặng bằng khen. Cô bé đến từ Việt Nam đã sở hữu được rất là nhiều que kem gà ngày hôm nay. Cái này là bằng khen ăn gà nhiều nhất năm. Ăn gà nhiều nhất năm. Ý, có giá nè. Combo. Một que như vậy á. Là 39 ngàn. 39 ngàn, mà hai que là 73 ngàn. Đúng rồi, bởi vì mình mua 4 que. Mua 4 que. Hiểu không? Mình thích ăn như mình ăn. Đúng rồi. Với lại Linh và B phát hiện được á là có hai cái món nước mới á mọi người. Đây, đó là Rooster trà thanh yến và Rooster soda chanh. Đó. Cái của cái này nè. Không, anh nhìn á, tại vì em với Linh mọi người có không đi à. Ừ, xong rồi, bây giờ đi kiếm bàn ăn đi. Ăn cái gì? Tao chưa làm xong ăn bè lắm. Ok, giờ đi vòng kem rồi. Hồi nãy giờ về với Linh nó hả, thích cái này lắm mọi người. Thay những chú chiếc gấu bông KFC, ông già KFC. Ta trang trí thôi, ta trang trí. Ông này là ông gì không mà bà đòi mua? Ông đó là cái ông tạo ra món gà KFC. Không phải đâu, ông là cái người đầu tiên ăn gà rán KFC. Thì ông tạo ra ông mới ăn chứ. Nhất cái nắp gà quét kia. Rồi. Mũi xương xương nghe mùi hơi lạ lùng nha, nhưng mà mình sẽ ăn thử được. Cái ly nước lạ ha. Đúng giờ vô uống miếng nước cái ly này. Ủa, ăn gà làm như đi nhậu phải vô cái mới được à? Đó, phải vô chứ ăn cái nó sơm tụ. Rồi uống miếng cái này là trà thanh gì đó quên mất tiêu rồi. Hả? Cô bà là soda chanh. Ngon. Nói chung là sẽ được. Ăn đó mọi người. Ok, tí xíu mình sẽ ăn hai cái bánh trứng này. Linh với B mới kêu thêm hai cái bánh trứng nữa để ăn thử. Hai bánh trứng này cũng là cái món mới của cái chỗ này luôn. Quay, tôi lấy hai cái bánh trứng không có trong chương trình đó nha. Chương trình của mình là cái này. Đây, đầu tiên thì mình nhìn xương xương sơ thì mọi người sẽ thấy rụng như kem vậy đó. Đúng rồi. Và có thêm cái hình ông già kép xe này nữa. Và bây giờ mình sẽ khui ra. Ôi, hợp quá, giống như là khui siêu độc hợp iPhone 13 Pro Max. Đúng rồi, thử nè. Cái gà que này nó sẽ như thế này. Wow. Wow. Trời ơi, tôi thấy quảng cáo bự lắm mà kéo cái kem thấy có chút chiến vậy. Tới em. Ủa, bây giờ đọc hợp của kho Linh là iPhone 14 Pro Max thế hệ năm nay luôn nha. Đó, chưa ra nhưng bây giờ nó ra nè. Ôi. Ủa, mà sao nổ lên miếng thịt gà mà sao cái sỏi kem que vô được vậy? Bởi vậy, còn có thể thay vừa khô nữa. Ê, Thiếu, chưa lấy nước chấm. Lấy gì bẹp đây? Giờ này mỏi tay quá. Ờ là hai bạn mua 4 cây, mua 2 cây tôi không đi luôn. Mỗi đứa 2 cây. Ủa, đúng rồi. Cho anh cây. Biết gì nãy không đi theo à?
đi theo Toàn là sai vặt không à? Sai tôi cũng không nói nữa, sai cũng bắt trả tiền nữa. Thiệt, trời ơi, bất công. Có tương ớt và tương cà gò thì Linh và V quyết định sẽ thử liền món gà này. Yeah. Quá trời hóng rồi. Trời đất ơi. Là bây giờ mình chấm cái kem vô mình ăn hả? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ chấm kem vô để thử xem trong đây nó có kem thiệt không. Ơi ơi, chưa ăn mà tôi nghe mùi dừa lắm á nghe. Thơm quá. Quá trời dừa luôn nè. Đúng rồi, dừa nè, gớt rồi quá trời rồi mọi người. Đây. Dừa 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 dặn thôi, nó gớt ra thêm giờ đó là chấm thì. Giờ mình sẽ chấm tương ớt trước bà Linh. À đây đây đây, chấm. Ủa chấm ớt gì? Trời ơi, chấm phải thử xem. Chấm mấy luôn mới đã. Ôi thịt gà quá chừng quá. Có xương không hay thịt không? Thịt không, chứ không phải kem trọng hả? Không muốn. Ủa cây xương á, cây xương là Vi đang cầm cây xương á. Tưởng đâu cái kem nó trọng chứ. Không, cái này là giống như là thịt không vậy đó, nhưng mà hả, thịt gà luôn. Rồi bây giờ tới tôi nha, tôi chấm miếng ta. Đó, Linh chấm nhiều ớt rồi Linh ăn nó phải cay nồng rồi mới hấp dẫn. Ừ. Ê mẹ ghê á. Ngon mẹ. Ê ngon nha. Thịt con mà không có xương luôn. Ở trong nó ngậm hết thịt cái hả, nó nóng vừa luôn. Rồi hả, có thêm một cái phần sốt chua ngọt ở đây mọi người, xong người ta ngọt ở ngoài. Đúng rồi, người ta mới rắc dừa lên nữa. Nói chung là ăn ở trong á thì cái miếng thịt đó là nó ngọt vừa nè, rồi thêm cái sốt chua ngọt chua chua cay cay, rồi thêm miếng dừa ngọt. Biết rồi, có nghĩa là cái này là thịt gà, xong người ta ép là thành một cái giống như cái cây kem, xong người ta đút cái cây đúng rồi, đúng rồi. Kem vô. Yeah. À, gà phi lê, gà phi lê, đó là phi lê rồi đó. Ngon quá. Thôi nhưng mà người ta làm sao mà cái thịt gà nó dính vô được cái que kem mới hay á hả? Đúng rồi. Ngon nha. Lạ quá ha, không nghe về quá, gà que kem tôi tưởng là có kem trong đó. Nói chung là cái này là chỉ gọi là hình dạng que kem thôi, nhưng mà độc lạ quá. Thôi nhưng mà công nhận là cái thịt gà cái món này lạ thiệt. Hết gần gần bữa giờ rồi mọi người. Mà cái dừa nó có ngọt không ta? Không, cái dừa nó không ngọt lắm, nó giống như cái dừa mình ăn bình thường luôn, nó không có ướp gia vị anh. Đúng rồi, nó lại nhạt nhạt, nó thanh thanh, kiểu tao kẹo thành tao thấy khô luôn. Biết nó cũng ngon đúng rồi, nói chung là ăn món này nó khác đó nha. Mà biết hả, ăn này đỡ ăn cái đỡ cạp xương. Ừ đỡ cái xương cạp. Trời ơi, để cho mày chết ra cho mấy cái người làm biến ăn quá. Nói bà làm biến. Nói bà luôn á, nói bà luôn á. Rồi ở đây là cái phần gà nó có miếng mỡ gà nữa, béo lê quá. Nói chung là không phải là thịt không đâu các bạn. Đúng rồi, xen lẫn mỡ và thịt rất là ngon luôn, và giòn 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 gầm mà hơn nữa. Cô chấm cái này chín điểm rưỡi đi. Chín điểm rưỡi. Tôi hả, chấm 9 điểm đây. Chín điểm, 9 điểm. Cái này nhìn xương xương sơ sơ, lúc đầu nhìn vô tưởng cái kim chứ nước không bà. Cái rắc dừa, rắc lên á. Cứng động. Nhưng mà cái này nha mọi người, ăn tương ớt thì sẽ ngon hơn tương cà. Yeah. Đúng rồi, tương cà chua quá. Nếu mà tương cà hơi chua, tại vì trong đây nó là nó có sốt chua ngọt rồi, nên mọi người hãy chấm tương ớt cho nó the the nha. Thiết kế cái hộp nó rất là xinh ha. Có đùi gà, cánh gà, hamburger, rồi có cả cây cà đem, rồi qua đấy thì tôi cầm lum nè. Cũng kêu quá. Ủa, còn hai cái này tính sao? Cho tôi hả? Đâu ra, hiện giờ đang luyện giờ ăn luôn nè. Ăn chán miệng. Chán miệng luôn. Ở đây không có cái vụ mà chúng thưởng hả ta? Ví dụ mình có thêm cái chương trình đó mà. Ví dụ thôi nha, ví dụ thôi. Mình có thêm chương trình mà chúng thêm cây để chăn tết không chèn á. À, giờ mình vô con. Và mình sẽ đổi qua món vô này. Vô rồi. Ai nước không biết là mấy bạn có ai ăn ăn cái món mới này chưa ha? Bạn nào ăn cái món kem gà này rồi thì nhớ comment cho bà Linh với bà Vy. Đúng rồi. Tưởng bạn nào có ăn rồi á thì dẫn bà Linh với bà Vy đi nữa. Ôi ăn nhiều quá nó kỳ lắm anh ơi. Rồi ok, bây giờ Linh và Vy sẽ ăn thử. Đây á là món bánh gọi là best seller ở đây luôn. Trời ơi, cái bánh này là huyền thoại lắm á nha Linh. Từ hồi xưa tới giờ ăn lúc nào cũng ngon, giữ nguyên luôn vậy. Đúng rồi. Mà là bị á, cái bánh hả, bánh trứng ở chỗ nào thấy cũng không ngon bằng bên cá sơn. Vậy hả? Chưa ăn bao giờ đâu á hả, tôi cũng kiểu là thích ăn bánh trứng rồi. Để coi Vi nói có đúng không. Đây chị Linh sẽ xẻ đôi cái bánh ra. Cái bánh trứng lần này là có thêm sốt sô cô la dưới nữa. Ngày xưa nhớ là có sốt sô cô la đâu. Ừ, nhưng mà cái này là cái món mới có sốt sô cô la chứ có thêm cái hạnh nhân ở trên nữa. Wow. Đó. Mà chắc sẽ hơi ngọt ha. Để mình thử. Bánh trứng mà có sô cô la lạ vậy? Đúng rồi, giống như là bánh trứng á, trứng nó béo béo thôi, có thêm sô cô la với thêm hạnh nhân nữa. Ôi ngon nha, ngon nha. Ủa sao gà thì mua 4 cây mà bánh trứng mua có 2 cái gì, phải mua 4 cái luôn chứ. Bánh trứng ngọt. Bánh trứng ngọt, ăn thử ngán là mua 2 cái luôn chứ rồi. Nó mới cũng ngon dữ vậy. Linh ăn mà tôi thèm quá. Rồi phải đến nhà. Biết quá biết. What's up anh em, hôm nay tụi nó quay trở lại rồi đây. Nãy giờ cái phần này rồi. Chương trình này của chị em, của anh em. Dạ chào chị em. Chắc là chị em thắc mắc nãy giờ anh Đức ăn cái gì phải không? Anh Đức sẽ ăn que kem. Anh qua đây ngồi. Anh làm nè hay gì? Review. Nè, đúng rồi, hôm nay
mình đi review là trời ơi, trời ơi, em rất là ngon luôn. Trời ơi, tôi hưởng cái mùi nó đã thơm gì đâu luôn á mà. Ủa sao không có cái gì trong đây vậy? Này cái kem với tàn hình mà, dạo này kem thấy tàn hình lắm. Kem có tàn hình rồi. Vậy chắc ăn không khí quá. Thôi để ra cứ sao đi. Thôi bớt giỡn. Nở cho công sức người ta cũng đi quay cho hai bà chứ không. Ê, Vi sẽ đặt hộp giùm anh đây. À đúng rồi. iPhone 13 Pro Max. Cái iPhone này, trời ơi cái iPhone này cắn cái mất mấy triệu à. Đây đây đây. Bây giờ mình sẽ ra coi coi cái gì trước đi rồi mình hãy ăn chứ giờ ăn vô không thấy đó. Vậy giờ mình sẽ chơi theo kiểu là Linh nhỉnh này giống như chà bông nghe. Đây cho mình miếng gà. Thì đó chứ. Dài lắm. Thôi cứng rồi. Gà mà đó. Gà đây thịt nè. Trời ơi cái này nó mới thơm nè. Thơm quá nè. Không chấm gì chứ. À quên nó chấm chứ. Chấm mấy đồ lá nè. Hãm hại không mà. Dạ dạ dạ. Mày công nhận gì em á, gà ngon thiệt. Rất là ngon luôn. Mặc dù tôi mới ăn có chút xíu à. Đúng rồi, giờ anh thử ăn những nhã xương. Đúng rồi, đỡ nhã xương cho những người lười biếng. Ủa gì là cho anh tiền của mình? Ăn đi, trời ơi. Anh ăn miếng lên đây. Nãy tụi em nói là cho anh một cây đó. Sao tự nhiên hôm nay hai bà này tốt với tôi quá vậy ta? Chắc có vấn đề nhưng mà chưa biết, để lát coi sao. Giờ ăn trước đi tính sau. Ngon mà, ngon mà. Ngon quá. Thôi cắn hàng cái không đã phải cắn ba cái. Đúng rồi anh ơi. Không đã. Anh ăn xong anh có bị thấy nhức cái nách không? Anh bị tê quá giờ mất cảm giác cái nách luôn rồi. Ông cái nách luôn, con tê nách luôn. Rồi anh chấm mấy đẹp. Trứng cho mồi. Trứng cho mồi luôn. Rồi ok là. Đó giờ ngoài ăn cái này anh phải thử ăn cái miếng bánh trứng nữa. Đó. Đó, sô cô la đồ. Công nhận mình đi ăn gà nha. Mà chán miệng trứng vô rất là béo, rất là ngon. Đó. Thôi rồi, bây giờ tôi sẽ từ từ tôi nghiên cứu cái này nữa. Nghiên cứu hả? Đúng rồi. Thôi tính tiền trước đi nghiên cứu. Đi. Hôm nay lên mai tôi qua bên kia tôi mua. À, tính tiền phải không? Anh, không, anh tính tiền á, tụi em đi công việc bận xíu. Ê, không có được. Ê, cái này không được. Ủa sao kỳ vậy ta, mấy cái lúc quan trọng này lúc rảnh quá một mình tôi hết. Chị yeah.